Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình có cái bạn này muốn chia sẻ mọi người này. Đây, cái máy bơm của mình nó bị đứt cái dây này. Đứt cái dây này mình chỉ có cách là mình đi mua cái này mình thay vô như thế nha. Nếu mà các bạn đưa ra thợ thì tốn tiền lắm ấy. Mình mua cái này có mấy chục ngàn à. Mình về mình gỡ hai cái này ra rồi mình đút cái này vô là xong. Nếu hôm bữa mình kéo từ giếng lên nó bị dập cái này, đứt luôn. Nếu mà mình nối thì nó sẽ bị nằm ngoài mặt nước nha, nó sẽ bị nhiễm điện. Và cái cầu dao của mình nó sẽ bị sập nha. Đây. Giờ mình nối ba sợi này thôi. Đó. Nó nằm ở trong cái thanh bơm như vậy thì nó sẽ có dầu nó bảo vệ nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành gỡ này ra. Mốt các bạn mà có bị thì các bạn cứ thay như vậy nha. Khỏi phải vé cải cái máy bơm đưa lên tiệm làm gì. Nó chặt như vậy thì nếu nước nó không vô được. Rồi, đây là cái dây mới này. Mình sẽ cho nó một ít dầu. Trơn. Cho nó ít dầu cái là nó vô liền. Rồi, mình xếp cái này vô. Mình để mình xịt cái này cho sạch cái đó. Lên cẩn thận nhé, không có đổ cái này là mất công đi mua. Rồi, chỉnh cho nó hai ngay hai cái lỗ này thôi, mình siết lại. Đây nha, nó phục giác. Siết thật chặt luôn nhé. Rồi, ok rồi này. Cái dây nó đã dài ra. Để 1,5 mét rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nối hai cái này, ba cái này vô đây. Cứ nối theo màu là được.
Rồi sau khi mình hàn xong thì mình lau sạch cái dầu đi, mình quấn băng keo chống nước vào đây. Cái này mình cứ làm cẩn thận nhất có thể nha. Sao đừng để nước nó vô là được. Đây là băng keo chống nước này, mình thấy nó khác băng keo thường. Cái này khi mình dán vô một thời gian là cái keo này nó tự nó bện lại với nhau luôn, nó như cao su. Nó dày lắm nha, nó dày gấp 3 lần bằng keo thường. Rồi, mình sẽ quấn hết bằng này cái nha. Mày thấy không? Để kéo giãn ra này, như sợi thun. Xong rồi cái một thời gian là nó chảy hai lớp này ra lại với nhau luôn. Giờ cắt ra là nó đã thấy nó khác rồi này. Dính lại rồi. Cứ tiếp tục mình quấn nha. Ngay như là cái ruột xe mình kéo dẻ nó mình quấn. Thank you.
đây một cái đây nha. Tiếp đến là những cái cục này nha. Để mà gỡ được cái cục này ra thì mọi người lấy một con ốc ren 6 nha. Cái này là ren 5 này. Ren 5 thì nó sẽ lọt vào luôn. Đó. Trên này người ta thiết kế một cái ren 6 rồi. Thì mình cứ xếp vào đây thôi. Mình nhổ ra. Rồi, xong bây giờ mình sẽ dùng cái con ốc này mình khóa lại nữa là xong. Xong cái phần động cơ nha. Mình kiểm tra xem có chạm ra vỏ không nha. Ok hết nha mọi người. Bây giờ không có như nào chạm ra vỏ hết nha. Rồi bây giờ mình tiến hành gắn vô cái thân cánh quạt thôi. Rồi mình làm gọn cái này nữa là xong. Rồi, bây giờ mình gắn vô nha. Mình gỡ xe mình gắn vậy thôi. À còn một cái này này, quên mình. Đây nha, mọi người muốn gỡ được cái nắp này này, phải là một cái như vậy nha. Hay là bằng sắt hay bằng gì cũng được. Đây, hai cái lỗ này cách nhau là 75 ly, tùy vào loại bơm lớn bơm nhỏ nha. Đó, xếp vào đây. Thì mới cạo ra được nha. Hai cái lỗ ốc này xếp vào đây. Đây nữa. Ok.
Cái này nhà mình có nhôm 16 ly sẵn thì mình làm mình nhôm luôn. Rồi xong cứ vậy xiếc này thôi là nó lấy ra được. Không thì không có cách nào lấy được đâu nha. Rồi chỉ có mỗi cái đó là khó nhất thôi. Cái đó thì mình phải có cạo thì mình mới gỡ được. Còn mấy cái này thì cứ có ốc với khóa với lục giác là mình xiết được nha. Thế bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn mấy cái này vô đây đó là xong. Rồi mình thả bơm xuống dưới thôi nha. Rồi ok là nhận mọi người. Rồi cái nẹp này hôm bữa nó rất là dí dẻo rồi. Giờ đi mua cái nẹp mới gắn vô. Cái lỗ ốc này không vừa nha. Nên mình phải lấy cái mũi dũa này. Dũa của cái lưỡi cơ xích ấy. Rồi, nong cho nó dài ra nha. Đó, có cái này nó bảo vệ cái dây điện thì nó sẽ không bị không bị chày hay là bị đứt gì ở dưới nhá. Rồi, video ở đây thì mình xin kết thúc nha. Mọi người mà có tình trạng giống như mình thì cứ đi mua về gỡ ra tự thay như vậy cho nó đỡ chi phí. Rồi, nói chung là bạn nào thích mày mò nghiên cứu ấy thì làm, còn không thì cứ đưa ra thợ thôi. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại mọi người.